Thể Trung Quyền là câu nói rất là thật thà, ngay thẳng, gọi là Thể Trung Quyền. Hai là Cú Trung Quyền là câu nói không mắc kẹt trong cái phân chia hay là trong cái phân biệt hơn thua được xấu. Ba là Quyền Trung Quyền là lời nói không mắc kẹt ở hai bên, gọi là Tam Quyền. Như vậy Tam Quyền là Thể Trung Quyền, Cú Trung Quyền, Quyền Trung Quyền, nghĩa là câu nói nào rất là thật thà, đơn giản, không có văn qua gì hết thì đó là Thể Trung Quyền. Câu nói nào mà không để cho người ta dùng ý thuyết phân biệt lăng xăng, đó là Cú Trung Quyền. Câu nói nào mà không để người ta nhìn kẹt ở bên này bên kia, đó là Quyền Trung Quyền. Còn Tam Yếu là trong lời nói không phân biệt, đó là một cái yếu thứ nhất. Yếu thứ hai, nói thẳng chỗ nguyên áo cho người thấy, đó là cái yếu thứ hai. Yếu thứ ba là bật ngôn ngữ, thí dụ như hét, như đánh, đó cũng là trong cái Tam Yếu đó. Bởi không có phân biệt được như vậy, nhưng sau này thì sư Thiện Hội Ước Thiện Chiêu thầy ngài tạm giải thích qua cái bài kệ bốn câu: Tam Quyền, Tam Yếu, Sự Nan Phân, Đắc Ý Vong Ngôn, Đáo Dĩ Thân, Đạo Dĩ Thân, Nhất Cứu Minh Minh, Siêu Vạn Tượng, Trùng Dương Cửu Nhật, Cúc Hoa Tăng. Tức là nó Tam Quyền và Tam Yếu, cái này nó khó mà phân biệt được. Đắc Ý Vong Ngôn nghĩa là khi mình được ý rồi quên lời thì Đạo Dĩ Thân, thì được gần với Đạo. Nhất Cứu Minh Minh, Siêu Vạn Tượng, một câu mờ mịt không rõ ràng nhưng mà vượt qua hết muôn hình tướng. Trùng Dương Cửu Nhật, Cúc Hoa Tăng. Trùng Dương tức là cái tháng 9, ngày 9 tháng 9 đó, thì hoa cúc nó nở. Tức là để nói nè, trong Tam Quyền Tam Yếu của Tổ Văn Tế, chỉ khi nào ai người đã được cái nhân duyên chín mùi, nghe gặp thì liền liễu ngộ, chứ không có nhất định. Vì vậy mà nói như hoa cúc đến ngày trùng dương thì nó tự nở, nó thời tiết nhân duyên đến thì tự nở, chứ không có giải thích gì hết. Đây sự giải thêm: Cầm vốn thiếu quyền, xá đàn dấu xoan vô sinh khúc, địch chăng có lỗ, cũng bấm chơi sướng thái bình ca. Nói rằng cây đàn nó không phải dây, thì không dây làm sao mình cũng dẫn, chỉ xá là nên là hãy đàn cái dấu xoan lên cái khúc vô sinh, tức là mình phải tấu nhạc cái khúc vô sinh. Tuy là dây đàn, đàn không dây, mà mình cũng vẫn đàn được khúc nhạc vô sinh. Địch chăng có lỗ, tức là ông sáo không có lỗ, cũng bấm chơi sướng thái bình ca. Tuy sáo không lỗ mà mình cũng bấm, mình cũng thổi được cái khúc thái bình ca. Như vậy để hai câu này nói cái gì? Hai câu này nói rằng lời của Tổ nói ra không có cho mình giới niệm phân biệt, không cho mình thấy phải quấy hơn thua, nhưng mà như vậy mà mình có thể mình nhận được, mình hiểu được, thì như đàn không dây mà mình đàn được khúc vô sinh, rồi cũng như sáo không lỗ mà
mình vẫn thổi được cái khúc thái bình, bài ca thái bình. À, câu nói không cho mình hiểu, không cho mình suy gẫm mà mình vẫn thấu được thì đó là đàn không dây mà khải khúc vô sinh. Câu nói không có một hơi hám gì để cho mình suy nghĩ được, phân biệt được mà mình vẫn thấu được, nhận được thì đó là sáu không lỗ mà mình vẫn thổi được bài ca thái bình. À, lấy gọi tiền cành còn khá biết câu chi trưởng lão, quay đầu chấp bóng ác khan cười diễn nhã đạt đa. Lấy gọi tiền cành tức là thường thường chúng ta phải gọi là lấy nhánh chứ không phải lấy cội, cội tức cái gốc, nhưng mà đây dùng từ cho nó hợp với cái văn dành, cho nên lấy cội tiền cành nghĩa là mình lãi nhánh để bày ra cái cành. Còn khá tiếc câu chi trưởng lão, nhưng hỏi thế nào là Phật, ông đưa con ngon tài. Hỏi thế nào đẩy Phật Pháp, đưa con ngon tài. Hỏi câu gì cũng đưa con tài. Lấy cội tiền cành sao vậy? Tức là lãi hết nhất nhánh cho cái thân cây bài ra. Như vậy thì tất cả câu hỏi quan trọng mấy để hướng về cái chỗ cứu kính của đạo, cứu kính của thiền chỉ đưa một ngón tay thôi. Tại sao? Còn có hai bên là sinh diệt, còn có hai bên là hư dấu, chỗ tận cùng không có hai. Đó, cho nên đưa ngón tay lên, đó gọi là lấy cội tìm cành. Khá còn khá tiếc câu chi trưởng lão, còn tiếc đưa ngón tay đó, cũng là đáng tiếc rồi đó. Cái chỗ đó là chỗ không lời, không hình ảnh, quay đầu chấp bóng ác khan cười diễn nhã đạt đa. À, mấy cái chỗ này là mấy chỗ ngài dẫn trong sử, trong kinh để cho chúng ta hiểu. Trong kinh Lăng Nghiêm thì diễn nhã đạt đa là sao? Anh chàng trong kinh đó, Lăng Nghiêm Đức Phật dẫn nói như một sáng có một anh chàng tên Diễn Nhã Đạt Đa. Anh lại cái phòng rửa mặt, trong phòng rửa mặt có cái gương, cái gương thì anh đứng anh nhìn vô gương, anh thấy cái mặt anh cũng đẹp, tóc tai đàng hoàng, anh thích. Anh thích cái thì anh mới vừa úp cái gương xuống, cái mất cái mặt, cái đầu của anh. Anh quảng quá, anh ôm đầu, anh chạy, tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Cái gì thấy vô lý không? Vô lý là có lý. Thấy như là vô lý. Mà chúng ta là bạn của những nhà đặt ra đây. Nghĩa là thấy cái bóng đầu mặt trong gương cho là đầu mặt thật của mình trong đó. Úp lại cái mất cái đó thì ôm đầu thì anh chạy nó mất đầu. Như vậy chấp cái bóng làm cái đầu, cho nên mất bóng tưởng là mất đầu. Nhưng mất bóng có phải mất đầu không? Mà bây giờ chúng ta hệ Diễn Nhã Đạt Đa, mất bóng tưởng là mất đầu. Giờ quý vị tu rồi kiếm cái gì, cầu cái gì? Tâm mình, quý vị biết tâm mình là cái gì? Tâm là cái biết, cái biết hiện hữu ở mình gọi là tâm. Mà trong cái biết hiện hữu đó nó có thêm những cái biết lăng xăng lộn xộn, nghĩ thế này phân biệt thế kia lăng xăng lộn xộn. Thì khi mình cho cái lăng xăng lộn xộn nào phân biệt phải quế, phân biệt hơn thua, tốt xấu,
rồi tính toán đủ thứ, mình cho nó là tâm mình. Mà cho những cái lăng xăng là tâm mình rồi thì cái tâm thật mình còn không, quên mất tiêu rồi. Cái tâm lăng xăng đó mà nó dừng rồi thì nó ôi trung mất tâm, phải không? Cho cái lăng xăng mà cái lăng xăng là thiệt hay là bóng? Cái lăng xăng là bóng. Bây giờ đưa nghĩ về cái hình ảnh của một vị Bồ Tát đứng trên mây xanh, mình tưởng tượng vậy. Và khi mình tưởng tượng vậy rồi thì mình thấy mình đương tưởng vị Bồ Tát vào trên mây xanh, giờ bỏ không tưởng nữa thì lúc đó cái vị Bồ Tát trên mây xanh còn không, mất liền. Như vậy thì cái mình tưởng là cái bóng, mình nghĩ là cái bóng, mà mình lại theo bóng mình cho là tâm mình. Bây giờ cả hội trường này có ai không cho các suy nghĩ lăng xăng đó là tâm mình không? Có ai dám nói nó là cái con quái gì lạ đó, tôi không chịu, tôi không chấp nhận nó? Hay nói tâm tôi đó, đúng là tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia. Ai mà nói cái gì lý luận với mình cái đó, theo tôi nghĩ, thấy không? Tôi nghĩ nó thế này, tôi nghĩ thế nọ. Nói như vậy để chấp nhận hay là để phản bác người ta đều là tôi hết, tôi nghĩ. Mà có phải gì không? Như vậy thì nhận cái nghĩ đó là tâm mình, mà nhận nó là tâm mình, cho nên cái thật tâm mình nó quên mất. Mà cái nghĩ đó là cái bóng, cũng như là cái bóng đầu của anh Hiển Nhã trong gương mình đó. Như vậy thì cái đó mình thấy được. Cái nghĩ của quý vị thấy được không? Nếu không thấy thì nói tôi đương nghĩ thế này, sao biết mình tôi đương nghĩ? Mình nghĩ là mình thấy, mình thấy nó thì nó là mình, phải không? Hay nó là bóng? Mình thấy nó thì nó là bóng. Cũng vậy, nhìn gương mà thấy mặt mình thì mặt mình trong gương là bóng, mà trái lại tưởng là mình. Khi quý vị nghĩ Diễn Nhã Đạt Đa Ngu, không biết chúng ta có khôn không? Khôn không? Diễn Nhã Đạt Đa Ngu vì chấp bóng là mình, là mình giờ khôn không? Các khi suy nghĩ, có khi nào quý vị đang ngồi thiền, những khởi nghĩ bậy nghĩ bạ, quý vị có thấy không? Mà thấy tức là cái nghĩ không phải là mình, phải không? Cái thấy được suy nghĩ đó, cái đó mới thiệt mình. Mình thấy cái suy nghĩ của mình, và cái suy nghĩ đó là cái bóng của mình, chứ không phải thiệt mình, mà lại chấp cái đó là mình. Thì có khác gì Diễn Nhã Đạt Đa? Nếu không phải là tránh Diễn Nhã Đạt Đa thì con cháu Diễn Nhã Đạt Đa, mà con cháu Diễn Nhã Đạt Đa chắc còn ngu hơn Diễn Nhã Đạt Đa 3-4 lớp, 3-4 lớp chứ không phải 1 lớp. Như vậy thì rõ ràng chúng ta tu là đừng làm cái dối, cái giả là mình, mà phải biết cái giả xả bỏ để sống trở lại cái thực của mình. Đó là cái phương tiện tu thiền. Giấy điện là bỏ, vì giấy điện mình biết, còn khi không giấy điện gì hết lúc đó có biết không? Nếu không biết mình sao biết không giấy niệm, phải không? Biết mình không giấy niệm gì hết, đó là mình đã biết rồi. Niệm lên mình thấy nó giận khởi đó, phải không? Như vậy thì niệm lên là vọng, là dối. Mình thấy được nó thì nó là khách, mình là chủ, mà mình bỏ chủ chạy theo khách lên thua không? Giống hệt Diễn Nhã Đạt Đa bỏ cái thân, cái đầu thiệt, mình chạy theo cái bóng giả phải không? Kể cả thế gian đều lầm như vậy. Như vậy cho nên Phật dạy chúng ta sống trong cái mê lầm, không có cái tỉnh. Thân tạm bỡ mấy chục năm rồi tan nát, mà chứ lo rồi cái tâm là cái bóng dáng chạy theo cảnh, thì chấp giữ như đó. Giữ cái bóng dáng chạy theo cảnh, giữ cái thân tạm bỡ rồi bại hoại, hai cái đó mình giữ. Còn cái thực, biết cái thân bại hoại, biết cái bóng dáng không theo, cái đó mình bỏ quên hết.
tưởng như nó là cái gì ở đâu, mình chạy theo cái này. Như vậy thì chúng ta lấy giả làm thật, lấy bóng làm thật. Người lấy giả làm thật, cái thân giả làm thật, lấy cái bóng sinh diệt làm thật, thì người đó là người gì? Quý vị cả gan đó chứ. Người đó là người gì? Thân nó thẳng không khôn nghe nhẹ lắm. Người đó quả là người vô si. Thế nó lấy cái giả cho là thật, lấy cái bóng cho là mình, thì như vậy không có vô si là gì. Bởi vậy nên Phật nói chúng sinh si mê không có biết, không có tỉnh, mà biết rõ, thấy rõ vậy, đó là tỉnh, là giác. Như vậy thì cái giác sai với cái mê đó bao xa? Như trở mặt sai nè, thấy không? Túc lại là mê, lẫn lên là giác, thì cái gì? Thấy cái giả cho là thiệt, đó là mê. Cái giả nó, biết nó là giả là nó tỉnh. Phải vậy không? Bây giờ quý vị đeo món đồ giả là rồi kia hai ba đứa nhỏ là nói cái này thiệt hay giả, rồi mấy đứa nó nói cái này là thiệt, thì đó là biết mấy đứa này ngu, thấy không? Nó không biết giả. Rồi có đứa nào trả lại biết cái này đồ giả không có thiệt, thì cho đứa đó là ngu. Như vậy giả mà nói thiệt là ngu, giả biết giả là khôn. Như vậy mình giả mà nói là thiệt là mình ngu hay khôn? Như vậy thì ai biết nó thiệt thì đó là khôn, là giác, đó là Bồ Tát con, phải không? Còn giả mà nói nó là thiệt đó là con cháu của Diễn Nhã Đạt Đa. Như vậy thì quý vị thấy, học cái này, chúng ta thấy rõ cái gì là an si mê, cái gì là đang tỉnh. Mà cái mê tỉnh không có cái gì khác, chỉ những cái đó, những cái món đồ đó mà thấy đúng sự thật thì đó là tỉnh. Thấy sai lầm là mấy thân này chúng ta nói thiệt, chứ mà có mấy chục năm rồi nó rã thành đất thành bụi, thiệt đến đó. Vậy mà cứ nói thiệt 100%, không ngu là gì. Rồi cái tâm suy nghĩ lăng xăng chạy còn chạy mất, là cái thứ bóng giác mà cho nó tâm tôi thiệt, không có ngu là gì. Rồi cái thiệt đến đâu ngầm ngầm trong bỏ quên cứu suốt đời này sang kiếp nọ lang thang đi trong luân hồi, có đáng thương không? Bây giờ quý vị thương ai nhất? Thương ai? Thương mình. Tại sao mình lại thương mình? Phải là mình ngu hoặc là đáng thương. Lo thương người ta làm chi cho xa xôi, mình ngu ngu liền thương ai chi? Lo thương mình ráng cho hết ngu, thấy không? Nhưng mà hết ngu mới thương những người còn ngu. Chứ bây giờ mình đưa ngu, thương người còn ngu, vô ích thôi. Cho nên ráng cho hết ngu, để rồi thương người còn ngu. Đó là kéo tu. Đó, giờ tới hai câu sau. Lọt nguyện kim cương, há mặt hầu thông nên nóng, nước bồng lật kích, nào tai phải xước tưởng da. Đây, lọt nguyện, lọt là rơi, nguyện là cái giống như là cái ống trúng hay là cái đồ mà ta để đồ vô nhét vô là rút ra cái bị nó chảy lại đó, cái lọt cái gì đó, nghĩa là cái khí, cái đồ bằng kim cương. Kim cương là nó chắc, nó cứng chắc như kim cương. Hay là mình nói cái lòng bằng kim cương đi, mà có cái lỗ để mình đưa tay vô, rồi cái cõi lại mình rút ra cũng được. Mà cái đó là cái gì? Thường thường ở quê thì có ống trúng thì cũng có cái đó, đưa chung ra cũng được. Rồi cái lọc chúng ta để cũng có cái đó, mình rút tay ra được, vô rồi rút ra cũng được. Xày da, tép da, mà ta làm cái đó là bằng tre, bằng này kia, còn cái gì? Mà cái này,
cái nguyện này nó lại bằng kim cương. Như vậy mình rơi cái tay mình vô trong cái lòng kim cương đó, mình muốn rút ra mà há mặt hầu không nên nóng, mình rút tay khỏi cái lòng kim cương đó là mà mình không, mặt mình không có nóng chút nào hết, không có một chút gì gọi là khó khăn. Nuốt bằng là cướp, bằng là cướp thì nói cho dễ hiểu là cái bụi tre gai. Nào tay phải xước da, nào tay phải xước tượng da, nghĩa là khi một cái bụi tre gai mình nuốt tuốt vào trong bụng mình mà không biết sách chút da nào. Đó là hai cái hình ảnh nói cho chúng ta thấy rằng người tu mà tới cái chỗ chân thật rồi thì dù cho cái lòng kim cương có cái chỗ để mình rút tay vô rồi rút ra không được, nhưng mà mình rút tay vô đó rồi rút ra mà mình không có thấy nhăn mặt nhíu mày gì hết, như là một cái đống gai gai tre mình nuốt tốt vô trong bao tử mình mà mình cũng không nghe nó xảy ra cấp dễ gì hết. Đó là để nói khi chúng ta tu đến đây đạt được cái chân thật đó rồi thì tự tại vô ngại trước ở ngoại cảnh hiểm nguy, không có gì phải sợ, không có cái gì làm nguy hiểm tới bản thân mình. Đó là cái chỗ cứu kính chân thật. Thôi, mình nghĩ kỳ sau bắt trả bài nha. Tất cả các ta ở đây chúng sanh.